chào các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cách cắt rau quế và bón phân cho rau quế nha các bạn. Bây giờ mời các bạn xem cái rau quế này của mình nó đã cao như vậy rồi nè các bạn. Rau quế đã ra bông rồi. Cỡ này là mình phải thu hoạch ha. Nếu không thu hoạch đó thì rau nó ra bông nhiều các bạn. Thì cái dinh dưỡng nó sẽ tập trung nuôi hết trong cái bông đó. Và rau bắt đầu sẽ cằn cỗi và cây bắt đầu sẽ tàn nha các bạn. Đây xin mời các bạn xem cái rau quế của mình. Ở bên đây là mình đã thu hoạch hết rồi đó. Mình chừa lại hai cây này để mình làm cho các bạn xem ha. Đây, những cái rau quế này là mình đã thu hoạch xét hết, còn chừa lại cái phần gốc. Đây đó, mình thu hoạch hết như vậy. Mình thu hoạch hết xong rồi mình sẽ bón phân. Mình có chừa lại hai cây này để mình thu hoạch cho các bạn xem ha. Bây giờ là mình sẽ thu hoạch và bón phân tiếp đây. Nè, các bạn thấy không, cái rau quế này á, mình mà cỡ này là mình đã phải thu hoạch rồi. Cái nếu không á, là nó ra bông, nó mà dài ra rồi là hết ngon. Và để làm cho cái cây rau quế của mình nó mau cằn cỗi và nó sẽ chết nha các bạn. Thứ hai nữa là nếu mà nó có ra lá nữa và cái lá nó rất là nhỏ, mình mới bổ sung thêm phân liền liền luôn đó. Bây giờ là mình sẽ thu hoạch ha. Rau này đúng lứa ăn rồi nên mình sẽ thu hoạch hết một lượt luôn. Thu hoạch hết luôn gì ha. Xong rồi là sẽ bón phân. Rồi bắt đầu mình sẽ thu hoạch tiếp cái cây bên này. Mình sẽ cắt hết như vậy luôn nè các bạn. Những cái chồi của cái rau quế nó ra đó, nó sẽ ra từ những cái mắt này. Đó. Nó sẽ cái ra những cái đá ở những cái chòi mấy cái mắt này nha các bạn. Còn nếu rau mà mình không thu hoạch mình ăn á, là cái rau á nó dễ ra bông á. Muốn cho cái rau quế mình mau phát triển á thì mình phải là cắt đọt và lá ăn thường xuyên và bón thêm phân. Chứ còn mà nếu mà không bón này kia cứ để hoài vậy thì cái rau nó cằn cỗi lắm. Đó, mình đã thu hoạch xong rồi ha. Mình sẽ cắt bỏ bớt những cái lá dài và lá ở dưới gốc luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ bón phân đây. Nhưng mà bón phân á là mình nên là lấy cái cây gì nữa mà mình chọt cho đất nó xốp lên. Nhưng mà đất này của nhà mình nó rất là xốp luôn à. Mình chọt như vậy để khi mà mình bón phân á, là đất á, mình trộn đất một ít phân vô là khi mà mình tưới á, là đất với phân nó dễ thấm xuống lẹ hơn. Còn mà nếu mà mình mà không xới á, mình cứ để lì luôn như vậy á thì cũng được, nhưng mà xế phân nó sẽ chậm xuống, nó chậm thấm thấu xuống dưới. Thấy đất nhà mình xốp ghê không? Mình chia sẻ cách làm gì cho các bạn xem á, cho nó dễ á, từng giai đoạn á, nên các bạn dễ làm theo. Đó. Cái rau quế này là từ clip trước của các bạn mình có chia sẻ là cách trồng rau quế ở trong ly á, trồng rau quế ngọn trong ly á. Khi mà cái rau quế nó phát triển lớn quá, mình mới chuyển nó sang ra cái bình này á. Rồi xong rồi, bây giờ là mình sẽ
4 phân, trộn ít phân nha. Rồi vậy là xong rồi. Bây giờ cái này chọn lại cái mình để cái phần thư. Mình xin giới thiệu đây là đất này các bạn. Đất này là mình đã ủ với chấu nè. Đó. Mình đã ủ với chấu rất là tơi xốp. Bây giờ là mình sẽ trộn thêm một ít phân gà. Nếu các bạn không có phân gà thì mình có thể là trộn vào phân bò hoặc là phân trùng quế hay là còn nhiều loại phân khác, nó cũng tốt lắm nha các bạn. Bây giờ mình trộn vô một ít phân gà. Phân gà này nhà mình đã ủ hoa rồi nha, nó rất là tơi xốp và rất là tốt luôn. Mình sẽ làm cái clip này cho các bạn theo dõi điền liền luôn, để cho các bạn dễ chăm sóc cái rau quế ha. Để có rau quế, một vụ rau quế thì là tốt và đẹp luôn. Rồi đó, mình trộn vào đầy đều và bây giờ là sẽ bón phân vô. Mình cứ bón vô như vậy đi ha. Rồi chút xíu nữa mình tưới á, là nó sẽ đất với phân nó sẽ tuột xuống. Xong. Bây giờ là mình sẽ tưới nước lên, cái là đất sẽ tuột xuống hết. Phân dưới đất hồi nãy mình bón á, nó còn đậm ở bên trên á, vì nó sẽ rớt xuống hết. Từ hôm mình thu hoạch ngọn rau quế tới nay là được 7 ngày rồi đó. 7 ngày rồi mà ngọn nó ra được như vậy à. Ngọn đang phát triển rất là tốt luôn.
hôm nay mình xin tiếp tục về rau quế nữa nha các bạn. Hôm nay mời các bạn xem tiếp cái rau quế của mình đó. Đó, nó cao được như vậy rồi nè. Đó, mời các bạn xem. Cái rau quế mịn mai nó cao quá trời luôn rồi. Như vậy là tính ra là từ hôm mà mình cắt cành tới nay các bạn, nó cao được như vậy nè, nó cao ghê chưa? Là nó được 20 ngày đúng rồi nha các bạn. Đó, mình để 20 ngày bắt đầu, bữa nay bắt đầu nó ra bông rồi. 20 ngày bắt đầu nó ra bông rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Như là toàn bộ mấy cái này, như ở khúc này là chưa có cái nào ra bông hết, chỉ có một cành đó ra bông thôi. Là được 20 ngày. À, đây có một cái nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Và nó rất là nhiều nhánh nha. Nhưng mà các bạn biết sao không? Cái rau quế này mà nhiều nhánh quá đó, mà nếu mà mình để như vậy nè, nó sẽ bị ốp nha các bạn. Nó sẽ ốp hai bên nè. Cái rau của mình nó sẽ không có xòe nhánh ra và nó không phát triển nữa. Nó chỉ có vươn lên thôi. Là nó làm cho cái rau quế của mình nó ít cành ra. Tại vì nó bị ốp hai bên vậy nè các bạn. Ở bên đây đều trắng hết rồi. Bởi vậy nên bây giờ là mình sẽ cái rau quế này nó lớn rồi các bạn, mình sẽ dời rộng ra. Đó, đây mình sẽ dời như vậy nha các bạn. Đây. Và mình sẽ dời ra như vậy. Cho nó có cái độ rộng để nó phát triển đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ có một cái khoảng không gian riêng này của nó vậy, nó dễ xòe nhánh ra. Còn nếu mà nó để gần quá nó sẽ ốp lại như vậy. Là nó chỉ có phát triển lên thôi. Đó. Nó sẽ không có nhánh nhiều nữa. Đó, các bạn nhìn thấy không? Vậy nó sẽ rất là thoải mái. Đó. Nó bị ốp nó, mấy cái này nó bị ốp á, tại vì mình để sát quá nó ốp. Như vậy nó xòe ra nè các bạn thấy không? Như vậy nó xòe ra. Như rau này là các bạn là thu hoạch ăn là thoải mái lắm rồi. Như vậy là mình thu hoạch ăn được lắm rồi đó các bạn. Nó rất là ngon. Cái này là thu hoạch đó các bạn. Là mình ngắt ngay chỗ này ra nè. Ví dụ như cây này cao gì các bạn ha. Là mình ngắt ngay đây thôi. Mình ngắt ngay đây là mình ăn. Ngắt ngay đây mình ăn. Là ở đây sẽ còn bốn cái nhánh lá non này nè. Bốn nhánh đọt non này nó sẽ ra tiếp nữa. À, cái đợt sau này là mình ăn nó rất là lẹ luôn nha. Là tại vì nó đã có sẵn rồi. Là mình ngắt một cái là những cái này nó lớn liền luôn. Là mình sẽ thu hoạch sớm hơn nữa. Đó. Đó. Như mình đã chia sẻ với các bạn là cách mình cắt cành rau quế để cho rau quế nó phát triển nhiều nữa nha các bạn. Nó ra được nhiều nhánh nữa. À, trồng ở trong cái bình lâm đất nha các bạn. Rồi mình chia sẻ tiếp thêm nữa là khi mà cái bình này nó đầy hết đất gì rồi nè các bạn. Đây là mình sẽ cho các bạn xem nó đầy hết đất gì. Nó đầy hết đất gì rồi ha các bạn ha. Như vậy là mình không thể nào mình bón phân được nữa. Đó. Bây giờ ở bên dưới bình này các bạn xem, đây là mình dỡ bình lên. Đó. Các bạn lấy phân gà hoặc phân bò, cứ mỗi một bình vậy là mình làm chừng một nắm tay vậy nè, một nắm tay phân như vậy thôi nha các bạn. Là mình sẽ bỏ vô trong nước này, là mình để đây. Đó, mình để như vậy. Để về khoảng 10 phút sau là khi mà nó đã tan rồi nha các bạn, là mình sẽ lấy cái nước này là mình tưới lên đây. Lấy cái nước dưới này là mình sẽ tưới lại trên này ha. Tưới lại trên này xong rồi khoảng 5 phút sau nữa mình phải tưới lại nước lần nữa nha các bạn. Để sợ nhiều khi cái nước phân á nó sẽ còn đọng lại trên lá đó, nó sẽ làm cho cái lá của mình sẽ bị héo. Đó. Rồi, mình đã chia sẻ với các bạn là cách mình trồng rau quế trong bình lâm đất và cắt để cho cái rau quế nó ra được nhiều nhánh, nhiều ngọn. Xong rồi như vậy là mình đã chia sẻ như vậy là xong rồi các bạn ha. Rồi mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau. Chúc các bạn trồng thành công nha. Dạ, chào các anh chị nha. Chúc ngày tốt lành. Bye bye.